gồm 43 em học sinh, trong đó có 43 em học sinh giỏi. Với sự dạy bảo nhiều nhất, chúng tôi chắc chắn sớm sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong năm học mới. Các em đang tiến vào với sự chào đón học viện của các anh chị học sinh lớp trên. Công nhân viên và học sinh của trường về dự đông đủ. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 2. Đọc thư. Việc đổi mới khi tốt nghiệp trung học phổ thông và lại trong ký ức chúng ta nhiều niềm vui lớn với những hội thi văn hóa truyền thống đứng nhì toàn đoàn. Là người quản lý của học sinh, xây dựng kỹ năng sống của học sinh 70. Với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự năng nổ nhiệt tình và
Trương Văn Sĩ 7A5 và Trần Đức Khánh 6A1. Mời chúng em chúng ta lên đây đài để vươn lên tiếp tục trong năm học 14-15. 4 Lê Thành Sang 9A4, Nguyễn Thị Bích Hảo 8. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, đó là động lực giúp cho. Kính thưa quý vị, em trong thời gian qua có thể nói đây là một phần không thể thiếu trong buổi lễ hôm nay, đó là sự có mặt của 200 cầu thủ. Tiếp theo chương trình, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức công bố quyết định căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng trường trung học, cây trưởng ban 2 ông Huỳnh Đông Tuấn chức vụ kiêm chức chức vụ kế toán và ủy viên 9 bà Hồ Đồng làm trợ lý. Điều 2 bắt làm việc từ ngày 22 tháng 8 năm 2020. Xem ngồi xuống. Thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, cuộc hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh nổi tiếng để tham gia thi đấu giải cấp huyện trong năm học. Một, chấp hành nghiêm các quy định. Tên Phạm Tròn Nam là vận động viên lớp 8A1. Và chúng tôi nhận thấy trên sân vận động hôm nay có nhiều phóng viên báo đài tới đưa tin. Của Cao Cường là của đài VTV16. Hai tài này đã tranh nhau rất nhiều bản quyền. Và chúng ta đang thấy giới của hai đội bóng và chuẩn bị lấy tin. Thân mật hứa hẹn ra một trận đấu chúng ta rất nhiều rất thành cho nhau. Và chuẩn bị trận bóng đá đầu tiên xin được bắt đầu. Chúng tôi nhận thấy là 9A5 được quyền giao bóng trước số 10 sân tiền và với một cặp chân rất là dẻo, không thể thật rất là lưu luyện. Cầu thủ hiệp chip Minh Phương trung tiền chiên bóng đi không được nhưng không thể nào qua cầu thủ số 09 của 9A5. Và 9A5 được hưởng quả ném bóng tiếp theo. Minh Nhật và chúng tôi đánh bóng vào rất xuất sắc, chủ môn đã cản và bóng được cản ra lên.